gì mà gọi không có mất tích rồi à, Linh à? Tại sao bị mất tích? Quan đại nhân à, chuyện này tôi phải làm sao hả? Thằng con của tôi đã mất tích 3 ngày rồi, không có tin tức gì hết. Đại nhân, bây giờ tôi phải làm sao hả? Bạch đại nhân, đại nhân không cần phải nóng ruột, chờ một lát tôi nói với hoàng thượng, chắc chắn hoàng thượng phải có chỉ thị chiếm được thằng con của đại nhân. Nếu tôi biết là người nào là, tôi sẽ tâu với hoàng thượng chuyện chiếm cả nhà của người đó. Đúng rồi, chỉ trong 10 mấy ngày thôi đã có 10 mấy đứa con nít bị mất tích rồi. Chuyện này thật là quan trọng. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây hả? Trương Công Công, Trương Công Công, sao hả? Các vị đại nhân, hoàng thượng đang phê duyệt sơ tàu, tạm thời không thể tiếp kiến các vị đại nhân. Vậy Trương Công Công, chúng tôi thật sự có chuyện rất quan trọng phải tâu với hoàng thượng. Làm phiền Trương Công Công thử thêm một lần nữa. Vậy á, được rồi, tôi vào trong bẩm rõ với hoàng thượng biết. Xin các đại nhân chờ một chút. Lên với tẩm nha. Bẩm hoàng thượng, chuyện gì? Hoàng đại nhân và bạch đại nhân xin cầu kiến. Khi họ chờ một lát nữa đi. Hai ông đã chờ lâu rồi. Được rồi, khi họ chờ trẫm tại thành Ân Điền, trẫm cùng phải thầy áo. Tuân chỉ. Trương Công Công, sao Công Công nói hoàng thượng sắp sửa đã tới vậy? Bạch đại nhân, hoàng thượng đang thầy áo sắp ra tới, xin các vị đại nhân đừng nóng ruột. Các vị đại nhân à, tôi thấy là từ lúc hoàng thượng chưa giá lâm, chúng ta nghiên cứu về vụ án này nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hoàng thượng giá lâm, hoàng thượng giá lâm. Dạng tuế, dạng tuế, dạng dạng tuế. Thần là phó tổng binh Văn Tân, bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng, Văn Tân đi theo hạ thần đến nhiều năm, làm việc rất có khả năng, cho nên hạ thần dẫn tới đây diện thánh. Bình thân. Tạ hoàng thượng. Các khanh muốn gặp trọng gấp như vậy, có chuyện gì? Muôn tâu hoàng thượng, gần đây ở trong cung ngành xảy ra một vụ án lạ, làm dân chúng phải hoang mang, cho nên là nhất định phải bẩm chuyện này của hoàng thượng. Vụ án lạ?
là vụ án Nhân Lan bây giờ rất là sôi nổi. Vụ án Nhân Lan? Cô, có phải nghe nói có Nhân Lan tới bắt con nít đi phải không ạ? Chuyện nhỏ như vậy, các khanh đi làm thì được rồi. Nhưng mà vụ án này càng ngày lại càng nghiêm trọng. Nội trong 5 ngày nay, ở trong kinh thành đã có 70 mấy đứa con nít bị mất tích. Làm kinh thành ai cũng thấy sợ. Công tử của Mạch đại nhân cũng mất đi. Theo ý của hạ thần, nếu mà không sớm tìm cách phá đám, chắc chắn dân chúng sẽ thấy sợ hãi. Hậu quả thật không dám tưởng tượng được. Xin hoàng thượng minh giám, xin hoàng thượng tìm cách giải quyết cho hạ thần và các cha mẹ đã mất đi đứa con. Vậy các khanh gia có cách gì không ạ? Theo thiện ý của hạ thần, con nít bị mất tích là bị Nhân Lan tha đi. Nói như vậy thật là hoang đường, không thể nào tin cậy được. Chắc chắn là có âm mưu do con người làm ra. Bây giờ ai phụ trách về vụ án này? Bẩm hoàng thượng là Ngũ Quân Đại Đô Đốc Hoàng Phó Trung. Chuyện nhỏ như vậy cũng phải kéo dài thời gian. Truyền chỉ của trẫm lập tức cách chức nó, giao cho đại lý tự truy tội thất chức của nó. Tuân chỉ. Hoàng thủ nhân, theo khanh nghĩ ai phụ trách điều tra vụ án này mới là thích hợp nhất hả? Bẩm hoàng thượng, cẩm y vệ đô chỉ huy sĩ Cao Thằng và cẩm y vệ chánh phủ sư Hàn Phước, hai người tận trung chức phận, lập nhiều công lớn. Hạ thần thấy rằng hai vị kia thích hợp nhất ra gánh chức nặng này. Nếu hoàng khanh gia đề cử họ, vậy trẫm giao vụ án này cho họ xử lý. Tuân chỉ. Trương Dịch. Có. Bãi triều. Tuân chỉ. Hoàng thượng, hoàng thượng thiệt là túc trí đa mưu. Chánh đức, hắn thực sự coi ta là cái gì hết? Cửu thương tế, lần này chúng ta phải làm sao? Triệu Đức Lộc. Có. Lần này ngươi làm khá lắm. Ta sẽ kêu họ thưởng cho ngươi. Đa tạ cửu thương tuệ. Bây giờ ngươi đi về trước, tiếp tục theo dõi Chánh Đức. Nếu có gì lập tức báo cho ta biết. Tướng lĩnh, xin cáo từ. Xin cáo từ. Ta lần này thật sự đã coi Chánh Đức quá thấp. Cố thương tuệ à, có nghĩ Chánh Đức không có anh minh như vậy đâu. Chắc là có người chỉ cách chọn. Chắc là già hoàng thủ nhân chứ. Ta nhất định không tha cho nó đâu. Nhưng mà bây giờ chuyện cấp bách nhất, chúng ta phải tìm cách nào cứu Hoàng Phó Trung mới là đúng. Chuyện này tôi nghĩ không cần lo như vậy. Cửu thương tế đang nắm quyền lớn, hắn chỉ là đại lý tư nhân, không dám làm gì người của cửu thương tế mà tin cậy nhất đâu. Nói như vậy là người đã đánh giá quá thấp Chánh Đức rồi. Đức cơ này của hắn tưởng tiêu diệt cánh giũ của ta hả? Đại lý tự Mạch Thành, Đức Triều Tiên nó đã gây với ta rồi.
Lần này hoàng phó đùng lột vào tay của nó, ta sợ rối nhiều mày. Hả? Vậy hả? Không ngờ ông vua dốt kia bề ngoài thì hồ đồ, thì ra hắn là người gian xảo như vậy. Đích ra nó không biết được nhắm sức. Cửu thương tế, không lẽ thương tế đang nghĩ ra cách gì hả? Bây giờ ta phải được cơ hội lần này. Đường kế, đường kế. Ồ, bắt đầu. Dạ. Dừng lại sống tao vinh và ngủ bộ chủ quản tới gặp ta. Ta có gì ngăn dò. Dạ. Dạ. Cố thiên tế gia đình. Bái kiến cựu thiên tuế. Trương Dịch, ta có chuyện gấp muốn gặp hoàng thượng. Bẩm cựu thiên tuế, hoàng thượng đã phê chuẩn sớ tàu, tạm thời không gặp mặt ai hết. Xin cựu thiên tuế chờ một lát. Bổn hoàng tư lệnh của vua giáo chỉ, ai dám ngăn cản ta chém tước rồi đâu sao? Chẳng thế nào, chẳng thế nào. Đại lý tử kiều điều tra. Trọng nó lại.